Em xin chào tất cả anh chị em, năm mới trưa mùng 1 tháng 10 tháng 1 nha anh em. Em chúc mọi người luôn an bình trong năm mới, tận hưởng những cái không khí Tết của năm mới nha anh em. Rồi em trưa hôm nay em lên cho anh chị em một lô áo áo sơ mi. Áo sơ mi thì gọi là lễ phục của Mỹ, đủ màu vàng cát, kaki, xanh, nhưng mà trắng của nó hết rồi, trắng đen của nó hết rồi. Những con áo này thì hôm rồi em có nói với anh em rồi đấy, con áo này là áo lễ phục chuẩn quân đội Mỹ, nhưng mà nó là chất thông thoáng, anh em bận là nó không không làm cho mình hôi có nghĩa là không phải là chê anh em hôi đâu, nhưng mà bận là nó thoáng cho nên nó không có tạo ra mồ hôi ấy, anh em ạ. Còn cái này thì đi Tết, đi cổ, đi dự tiệc, đi đi lễ, đi tất tật tật, đi đâu cũng được hết nha anh em. Anh em có nhu cầu thì anh em chốt giùm em. Mùa đông và mùa hè thì mình bận, anh em cảm thấy sử dụng được gì ta sử dụng ha. Đồ mới của nó là đều 97-98%. Thì anh em chốt giùm em này, con này là cắt vàng nay và 48 đời sau này anh em, vải mỏng. Cắt vàng xưa và nay thì nó có hai loại vải, loại dày và loại mỏng. Con này dày 81. Anh em ăn Tết sao cho em vẫn cứ lủng lẳng, cứ được gặp các anh là đấy là niềm vinh dự của em rồi đấy. Đấy. Con này mới 97-98% nha anh em. Cắt vàng nay, đời sau này á, nay còn gọi là sau này. Anh em đóng thùng như vậy hoặc là anh em mua mấy cái quần cắt vàng bữa hôm em có bán cho anh em á. Ai chưa có quần mà chưa có áo mình ghép cho mình bộ để bận Tết nha. 200.000 mã 88 ạ. Con này 200.000 mã 88. Còn con này màu xanh ngọc chủ có một cái cặp tem trên vai này. Cặp tem này em mà gỡ ra là em bán 300.000 một cặp ấy nha. Một cặp luôn. Đẹp. Vai của nó là 53. Dài áo là 84. Đây, con này thì mới nhưng mà nó bị dơ cái cổ nè bà con. Cái cổ nó bị dơ một chút này. Về anh em chịu khó giặt giùm em nhé. Còn ngoài ra không bị dơ đâu nữa hết. Cái dòng lễ phục này thì thông thường nó chỉ bẩn một lượt. Nó bẩn qua một lượt rồi nó bỏ. Đẹp không? Cái cầu vai nhìn nó sang, chảnh hết. Có cầu vai là bắt đầu cấp bằng nằm ở đây rồi. Cái tem này này, tem này thông thường nó nằm ở ngay cái cổ của các con áo ha. Rồi, ai chốt con này là 200.000 mã 62. 200.000 mã 62. Con này vàng cát đời sau này nhưng mà dày nha em. Dày hồi nãy con nó mỏng nha. Con này là vai 50. Dài áo 81. Báo cáo anh em là em cao 1m58, nặng 55 kg. Anh em mà đo số đo người em thì phải nhìn nhá, chứ đừng có đưa số đo của em bảo thấy em bận vừa là anh em bận vừa, không phải đâu. Thứ nhất con gái vai xuôi, thứ hai em chỉ có cao 1m58 chứ không có đến 1m70 như các anh nhá. Ai bằng số ký chiều cao của em thì mới lấy số đo của em được. 98% độ mới, chốt giùm em 200.000 mã 89 ạ. Đẹp nha em, dày cộc tay này. Tiếp một con này xanh ngọc nữa. Xanh ngọc này là nó là đời 8X, tem vàng này anh em ha. Tay dài. Tay dài. Vai của nó là 49. Dài áo 77. Anh em thông cảm vì em khui ra không có giặt, không có ủi gì, nó đang còn nhanh nha. Tem sai tem tụng. Em chỉ bao cho anh em rằng là hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ, không phải là của Mỹ mà cấp phát cho lính Mỹ. Rồi, ai ưng con này chốt giùm em này. 150 mã 79. Ủa sao con này lại bán rẻ hơn con kia? Thôi lỡ rồi cho loét luôn đi em, lỡ rồi nha, chứ con này em bán 200 nghìn đấy. Mà con này lại dài tay mà em bán, em viết lỡ rồi, thôi chơi luôn. Ai chốt thì chốt giùm em nha. Con này cắt vàng đời sau này mà nó dày ha, dày anh em ạ. Vai của nó là 45. Dài áo 79. Có hai cái tem vai này. Tất cả là 97% độ mới hết nha anh em. 97% độ mới hết nha. Đây.
cái dòng này thì cái tà bầu của nó là nó nằm như thế này. Anh em về mà không thích tà bầu mình hớt một phát như vậy là ok à. Chốt giùm em 300.000 mã 84. 300.000 mã 84. Tiếp con này nè. Con này màu xanh da trời. Nó cũng có một chút dơ nhẹ nhẹ cổ nha anh em. Cho anh em dòm cái tèm phát cho nó cho nó phê. Con này là vai 49. Dài 80, vai 49 dài 80. Màu xanh da trời, đẹp không? Anh em nhìn thấy cái màu nó ngọt ngào. Cái tem của nó là nó nằm ở ngoài vậy nha anh em. Anh em chỉ cần đóng thùng Sivin ngang đây chút, chỉ có giá chỉ có 150 này. Mã 60, trời ơi sao mà anh em không mua một con như vậy? Để bận đi Tết rồi đi đâu cũng được hết. Mà thứ nhất là mình được hưởng, tận hưởng cái chất liệu của lính Mỹ. Chất liệu của nó là number one rồi nha anh em. Thứ hai nữa, với cái giá rẻ, anh em lên chợ mà mua hàng Việt Nam, anh em mua được giá 150 không ạ? Chắc chắn là siêu mi Việt Nam không có giá này rồi. Thứ hai, anh em chỉ có một cái là chấp nhận bận đồ cũ thôi. Nhưng mà chất như nước cất, 150 mã 60 nha anh em. Chất như nước cất. Em nhiều khi em nói chất như nước cất em cũng không hiểu là sao. Nhưng mà nghĩ lại cho cùng, nước cất là rất là chất phải không anh em? Cũng đúng mà. Đây, tiếp một con nha anh em. Cắt vàng đời sau này mà dày nha. Vai 49, dài 78, đẹp. Tất là tật đồ mới bằng nhau hết, em khỏi phải nói nha anh em. Đây. Rồi, ai chốt con này? 200.000 mã 90. 200.000 mã 90. Màu xanh ngọc tiếp nha anh em. Xanh ngọc thì vải nó mềm hơn chút, vai 47. Dài áo 76. Năm mới, qua năm mới cho nên em phải thao tác nhanh lên chút. Không có mấy anh kêu là thêm tuổi rồi già rồi chậm như con rùa. Đó anh em, phải lanh lên chút này. Rồi, tem vàng anh em. Chốt giùm em 150 mã 78. Em báo cáo anh em này, chắc chắn là mấy bữa nay em thấy khách mới vào quá chừng á, cho nên á, anh em khách mới lưu ý giùm em nha. Anh em lấy giùm em một con áo mà anh em thường hay bận sơ mi á, đừng có lấy áo khoác nha. Anh em bận vừa nhất và đo giùm em, đưa thước dây, đừng có đưa thước thời xây mà đo nha. Đo giùm em từ cái cầu vai này này, sát nách này, cầu vai trên cùng và qua từ bên này trên cùng, là anh em sẽ biết là vai của các anh. Thì dù như vai của các anh đo từ đây qua đây là được 46-47, thì con này là em đọc 47-46 là vừa anh em ha. Còn cái cổ thì từ ngay cái lá cổ này bỏ ra, mình đo từ đây xuống. Câu này chắc anh em khách quen thì cảm thấy em nói như vậy nó nhàm, ngày nào cứ nói, nhưng mà thực sự không phải, anh em thông cảm đi. Có những người, những anh em mà chưa mua bao giờ không biết đâu. Rồi, chốt giùm em 150 mã 78 nha. Khi mà em đọc mã 150 tức là số tiền. Con này em bán 150 mã 78. Số tiền là 150 và mã. Khi anh em gọi, Trâm ơi, số điện thoại 0911337139. Trâm ơi, anh chốt con ưng con này thì đọc chốt giùm anh mã 78 là ok rồi. 150 mã 78 là em biết, em nhìn cái mã 78 là em chốt. Chứ còn anh em bảo cái con là vai 47 dài bao nhiêu thì em đã quên, vì em đo nhiều em không nhớ. Em chỉ xếp lại như thế này đấy và đặt xuống đất thì anh em đọc mã là em chụp mã thôi. À, cứ như vậy nha anh em. Tiếp tục, con này cắt vàng đời sau này dày nha em. Cắt vàng đời sau này dày nhá. Vai của nó 47-5, dài áo 79, 47-5 dài 79. Em bận lên để anh em dòm coi thử nó làm sao. Chứ không có con nào mà ít lắm mới thoát được tay em. Con nào cũng phải qua hơi em mới được ra nha. Rồi, đẹp. Tem đầy đủ nha anh em. Chốt giùm em 300.000 mã 86. 300.000 mã 86, màu xanh da trời này.
xanh da trời, à, mềm mại nha. Tất cả là có cầu vai này, anh em nhìn giùm em nha. Vai của nó là 48. Rồi, dài áo 80. Cổ cũng có một chút nhấp nhép nhớ, nhẹ thôi. Rồi đồ mới bằng nhau hết rồi, anh em. Con này vải mềm mát, chốt giùm em. 150 mã 74. 150 mã 74. Một con màu xanh ngọc anh em. Cộc tay, cầu vai này. Vai của nó là 47. Dài áo 79, 47 79 nha anh em. Cộc tay có cầu vai hết nha. Đấy, màu xanh ngọc. Anh em về ủ giùm em phát nữa là đẹp trai vô cùng. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 150 mã 72. 150 mã 72. Tiếp một con vàng cát này mềm. Nó mỏng nha. Con kia dày, con này nó mềm. Con này là vai 49. Dài áo 81. Vai 49 dài 81. Em like nhanh có ai chóng mặt mà té không này. Rồi, ok nha anh em, cái tà này thì anh em mà không ổn về hết giùm em phát. Chơi tà ngang, không? Rồi chốt giùm em 200.000 mã 85. 200.000 mã 85, một con màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc dài tay nha anh em. Vai của nó là 48. Dài áo 77 ha. Vai 48 dài 77 nha anh em. Màu xanh ngọc tem vàng, mà nếu mà anh em cảm thấy cái tem này ở ngoài không tiện mình có thể gỡ ra bỏ được nhá. Rồi chốt giùm em 150 mã 73. Có hai túi trên thôi nha anh em, sumi á. Đau quá. Trời hơi xe lạnh mà chập một phát là cái đô cái tay luôn. Tiếp một con màu xanh da trời. Mới lắm. Nó còn mới lắm. Nó còn mới lắm anh em ơi. Có cầu vai cộc tay nha anh em. Vai 49. Con này hình như lô này hình như là lô cuối cùng phải không á? Dài 81, em chỉ có một lô này duy nhất nha anh em. Vì gom góp bữa hôm giờ chỉ được có một lô này duy nhất ở đây, nó bị dơ một chút ở đây rồi này. Mới mà nó bị dơ một chút ép ở dưới tà ha anh em. Rồi. Mới. Chốt giùm em con này 150 mã 75. Này đơn hàng 150, không biết có đủ tiền ăn Tết không ấy chứ. Anh em mà chốt chịu khó gộp. Thứ nhất là chốt lần 2-3 cái để mất công tiền cước mình đi nha. Con này vải dày này anh em này. Cắt vàng đời sau này, vải dày vai 50. Dài áo 83. Gì mà khóc nhau ngoài kìa. Rồi ai ưng con này chốt giùm em này 200.000 mã 87 ạ. Cái này là đời sau này hết nha anh em. Tiếp một con xanh ngọc dài tay luôn ạ. Dài tay, cái này tem dập ở trên cổ hết nha anh em. Vai của nó là 45. Dài áo 78. Cái gì mà khóc con. Hả? Hai anh em giỡn bình nhau hả? Bưng đi, bưng được rồi các bạn. Kéo bình hào rồi. Cho ăn nửa buổi đi bác. Rồi, con này đều và đẹp nha anh em. Chốt giùm em con này là 150 mã 77 nha. 150 mã 77 ạ, mã 77 ạ. Tiếp một con màu xanh da trời nữa, dài tay có một cầu vai ạ. Vai 46 47. Dài áo 80, vai 46 47 dài 80, cái tem dập của nó này. Con này mới, rất là mới luôn. Rồi. Ai chốt con này chốt giùm em 150 mã 76 ạ. 150 mã 76. Con này là dày nha. Cắt vàng dày nha anh em. Cắt vàng dày đời sau này ha, vai 48 49. Anh gửi rồi. Dài 78. Chiều mới vai 48 49, tức là 48 năm nó nằm ở giữa dạ, anh dạ, em dạ, ha. Dạ, okay. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 200.000 mã 80 này. 200.000 mã 80.
Con này là sơ mi cộc tay tem đẹp. Vai của nó là 45. Dài áo 78. Vai 45 dài 78 ạ. Tem nó hiếm không? Tem là bình thường nó tháo hết. Rồi, tên con này là nó dập này, cho anh em dòm cái chữ dập ở trong cổ luôn này ha. Sai, con này nó mềm, mỏng. Nhưng mà anh em mà ở Sài Gòn chốt chơi con này thì phê luôn, nó mát quá trời luôn. Cái này rồi chốt giùm em 150 mã 71 có 150 ngàn. Sướng đời. Tiếp một con này. Con này là kaki mềm. Cái kim mềm dạ, mà dạ. Sao nó ghim chá cái tem này vứt đi cho rồi vứt cho nó nhảy đứng mà bắn cho được thì mã vạch thì mã viết thì bọn này nó đều lắm không thật đó nhé bạn mới thì mới rồi nhưng mà làm cái ghim cái như thiệt tem này cộc tay con này không có cầu vai nhé vai của nó là 45 dài áo 75 vai 45 dài 75 mới nha rồi vàng cát kaki vàng cát chốt giùm em 250 mã 61 nói về vàng cát này thì mấy anh em hồi chơi đồ lính á em nhớ lần đầu tiên vào gặp các anh ở bên YouTube anh em chưa biết chơi vàng cát mà tới bây giờ hầu hết anh em đã 99% là biết chơi vàng cát hết rồi vai 50 dài 79 hồi đồ lính mà những cái hồi lớn nếu mà một bộ vàng cát mà thiếu là hơi bị sai thôi em rồi áo này đẹp chốt giùm em 150 mã 63 150 ngàn mã 63 150 mã 63 có một con này duy nhất màu trắng này bà con ơi vậy là bữa nay con cuối cùng của cuộc đời em nhá con này có cái hình của đặc nhiệm luôn mới đau chứ một em, con cuối cùng mày chửi anh em con em. Này có cầu vai mày chửi này cái nhau anh đi con này là anh vai 44 45 dài 80 81 tức là 44 5 nha anh em 44 5 được con này à bữa nay được con mồi và lô áo này chỉ được có lô này thôi nha anh em ngày mai ngày kia không có nữa anh em có chốt thì tranh thủ chốt thôi rồi ai chốt con giày tay này là 350 mã 65 350 mã 65 một con cát vàng dày đời sau này vai 44 dài áo 76 dài áo 76 nha anh em ai ưng con này chốt cùng em này 200.000 mã 81 phải nói trời lạnh lạnh nhưng mà like nhanh vậy nó ấm như kiểu em tập thể dục ấy. Vai của nó là 44 luôn này dài 80 mới ken xà beng nhá mới ken con này có cầu vai nha nhé con này có cầu vai này đó. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 150 mã 68 150 mã 68 tiếp một con này dày nha anh em cắt vàng đời sau này dày vai 48 dài 80 chỉ có được một con hôm qua là cắt vàng xưa thôi còn bữa nay là cắt vàng đời sau này hết mới kem sà beng con này mới kem sà beng dày nha em 55kg mà con này vai có 44 45 mà nghe là không lọt rồi nha rồi ai chốt con này chốt giùm em này 250 mã 46 cái dòng này là của lính thì nó phọt nó như vậy hết anh em chứ không phải của nữ đâu nha tiếp một con này là sơ mi có cầu vai mà nó bật ra một cái cúc lại nhé con này dài tay ha vai của nó là 49 dài áo là 80 cái cổ nó cũng hơi có một chút dơ nhẹ nhẹ nha em áo thì mới nhưng cổ nó có một chút dơ nhẹ nha cái này có cái cúc ở trên anh em gài lại giùm em cái ok ai chốt con này chốt giùm em 190.000 mã 67 ạ 190.000 mã 67 ạ gần hết rồi anh em ơi tình hình này tối nay mình gặp lại là gặp quần ha
vai 48-49, dài áo là 79, cổ đẹp trai này, không có gì hết, cộc tay có cầu vai nha anh em. Ok, ai chốt con này 150, mã 66 ạ. Tiếp một con cắt vàng đời sau này, chất vải dày, vải dày ấm áp nha. Vai là vai 50, dài áo 79. Con này US Navy này, Navy không quần. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em ha. 200.000 mã 83. 200.000 mã 83. Một con này sơ mi màu xanh ngọc này, có tem dập mà nó hơi mờ chút rồi. Có cầu vai dài tay nha em. Vải mềm vai 45. Vai 45 và dài áo là 82. 45 dài áo 82. Có cầu vai nha em. Đây. Rồi, ai ưng con xanh ngọc này thì chốt giùm em này. 150 mã 69. Trời ơi, nhiều khi em nghĩ không biết sao cái con áo mà có 150.000. Con này là tem dập ở đây này em ha. Con này vàng cắt mềm, đời sau này mà nó mềm. Vai 44, siêu nhẹ luôn. Dài 76, nó siêu nhẹ luôn. Như kiểu mình bận giấy, nó nhẹ tưng 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 à. Em 55kg mà nghe là căng căng đét rồi nha. Anh em mà nào chốt con này thì tầm 50kg thôi, 55 bệnh như vậy sao coi. Không, lắc lư rồi. Chốt giùm em 200.000 mà 82. Một con cuối cùng nha anh em. Con cuối cùng này, màu xanh da trời. Mới, mới nhưng mà cụ cũng có một chút dơ nhẹ nhẹ rồi đó. Có cầu vai, cầu tay nhé. Vai của nó là 45, dài áo 77. Vai 45 dài 77, xanh ngọc. Rồi, ok. Hết. Hết mất rồi anh em ơi. Ai ưng con này chốt giùm em 150 mã 70 nha. Em cảm ơn tất cả anh chị em ạ. Chúc anh chị em hưởng Tết vui vẻ nha. Trời ơi, được tụ tập gia đình để đi thăm ông bà cha mẹ là rất là hạnh phúc anh em ha. Mình cứ lợi dụng cơ hội được nghỉ phép mình quất luôn. Còn em thì chả có ai cho em nghỉ phép. Vì menu của em chưa cho nên em vẫn cứ phải làm. Em chào các anh nhé.